tổng đài nghĩa tình đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hàng ngàn năm nay, đồng vườn là nơi cội nguồn của dân tộc, của đất nước, luôn là biểu tượng cho tính thiêng liêng, quy tụ của dân tộc Việt Nam. Thay vì nhất thì là thân thương đại sơ, được xem như là chủ sở người Việt, cha mẹ của đất nước, trở thành thành phần còn được gọi là ngày của người dân. Thank you.